Chào các bạn, thì hôm nay là chủ nhật. Bây giờ mình đang chuẩn bị vô cái quán. Cái này là Yoshinoya. Ủa sao vậy? Chưa mở cửa hay sao? Vô đi, vô trước đi. Đó, mình với bạn đi ăn cái này là món là Gyudon, là cơm thịt bò các bạn. Bây giờ vô quán này nên mình sẽ bịt khẩu trang rồi. Không gian quán này các bạn, đây nè mọi người, ở đây là cái menu của quán nè. Cái ở phần ngoài này là cái set đồ ăn này là nó 657 yên. Đó, thì nó có bao gồm có cơm trắng nè, súp miso đó. Ở đây là cái phần mà bò mà họ kiểu giống như vừa nướng mà vừa xào gì đó, giống giống như vậy, với một ít rau, nó có bắp ở trên đó các bạn. Cũng có nhiều sự lựa chọn ha. Đó, đây là phần cơm kari các bạn, ở đây thường gọi kare á đó, mà ở đây thì nấu cũng sao ta, nó khác cái vị ở Việt Nam nhiều. Phần cuối đó là cái phần mình vừa dạch qua, là phần cơm lươn. Bây giờ mình chọn được món này các bạn, nguyên cái set này nè. Cuối cùng thì mình cũng chọn được cái, mình ăn cái chính menu á, cái phần đầu của menu các bạn, cái món đầu tiên vào luôn. Còn bạn mình thì nó đang lựa đó. Hello các em, mặt buồn ngủ à. Món này các bạn, arigatou gozaimasu. Đây các bạn, cơm còn đang nóng hơn hực luôn nè. Cơm trắng, cái này là súp miso, này là gao. Đây nè các bạn, quan trọng là món này, thịt bò. Mình rất thích ăn thịt bò. Đây nè các bạn, thịt bò nè, mình xem đi, vừa chín tới với phần củ hành á. Cái phần này họ áp chảo hơi lớn lửa, nhưng mà nó không có, nhìn nó vậy thôi nhưng mà ăn không có mùi các bạn. Nó rất là ngon. Đó, vừa ăn vừa review cho các bạn xem. Còn bên đây là cái phần của bạn mình order nè. Nó đã trộn cái phần đó, cái chi sự, cái giống như bơ vậy đó, trộn vô cơm luôn rồi các bạn. Ăn thì nó hơi ngán. Thơm quá. Họ làm cái này hơi giống như là nó hơi cháy cháy nhờ. Giống như thịt nướng, nó có mùi giống thịt nướng nha em. Sếp gọi là sếp thịt nướng mà. Thịt nướng nhưng mà này nó xào mà. Còn nước chấm ở đây thì có mayonnaise với tương ớt này các bạn. Các bạn, đây nè các bạn, phần thịt nè. Mình sẽ ăn với cơm thử.
Quay lại xuống. Rồi lúc mình ăn á. Cơm này ngon các bạn. Cái phần bò này á thì nó vừa chín tới, không quá dai. Mà cái kiểu giống như là cái phần bò đó các bạn vừa ăn vừa nó vừa có thịt vừa có mỡ á, thì gạo mà với thêm người ta nấu vừa chín tới á, nó rất là ngon các bạn. Nó không quá dai luôn. Mời các bạn nấu cũng vừa ăn này đâu, không phải nêm tương ớt với cái mayonnaise này đâu. Mayonnaise là bỏ vô dao. Ngon quá, ăn với độn lộn luôn. Mình ăn rất nhiều. Ăn thường mình lựa một cái ngồi ở trong một cái góc ở phía bên trong đó các bạn. Thì mình ngồi trong một cái phần đó đó, thì mình vừa thưởng thức thức ăn, mình vừa có thể quan sát tất cả xung quanh. Các bạn, đây là cái phần súp miso nè. Ở nhà mình cũng mua một cái hũ để mà mình nấu á. Thì chỉ cần nấu nước sôi lên, bỏ cái miso này vào, gỡ đầu mình biến thể. Mình có thể là bỏ gông biển vào, hoặc là hành, hay là cải gì đó, là tùy mình thôi. Là nó như vậy các bạn. Ai ăn cái món này ở đây rất là sẽ ghiền á. Đâu, miso được làm chủ yếu từ đậu nành, gạo, lúa mạch rồi lên men, trộn với muối, nấm, kizikin gì nè. Đó, vậy đó các bạn. Đây, mình sẽ giới thiệu xong cái phần súp miso rồi ha. Chào các bạn, thì hồi nãy giờ mình ăn cũng đã xong rồi. Đây, cơm đã hết và thịt bò cũng đã hết luôn rồi. Rau thì cũng hết. Chỉ còn lại cái củ hành thôi. Và đây là cái chén súp miso mình vừa giới thiệu các bạn đó. Ăn xong rồi. Thì những ai mà xem kênh mình chưa đăng ký kênh đó, các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha các bạn. Để mình có động lực thêm nhiều video hơn. Nếu thấy hay thì cho một like, còn nếu mà không hay thì các bạn hãy comment ý kiến của mình ở phía dưới và đừng ngần ngại bấm nút ít like. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại trong video kế tiếp. Hay. Các bạn nãy quên, chưa thanh toán nữa rồi kết thúc video. Đây nè các bạn, đây là một sen 324 yên. Cái này là khoảng 260-270 ngàn tiền Việt Nam của mình đó. Với một cái suất ăn là hai người như vậy đó các bạn. Đây, chào các bạn.